Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way to Way Cartoon về series Gravity Falls. Khá lâu rồi tôi mới quay lại series 69 điều về hoạt hình, và nhân vật chính trong video lần này sẽ là về cô bé Mabel Pines. Vài tháng trước, tôi cũng có làm 69 điều về Dipper. Các cậu có thể qua video đó để coi trước, hoặc không, các cậu có thể coi hết video này rồi coi video kia sau. Tôi sẽ gắn link ở phía trên các bên phải màn hình và link ở cuối video. Và giờ, chúng ta cùng bắt đầu với điều thứ nhất nhé. Let's go! Điều thứ nhất, Mabel sinh ngày 31 tháng 8 năm 1999. Cô cùng ngày sinh với Dipper và sinh ra vào đúng ngày cuối cùng của mùa hè. Theo như Twitter cá nhân của Alex Hirsch thì anh ta có ghi rằng Dipper sinh ra sau Mabel 5 phút, nghĩa là Dipper là em trai, còn tất nhiên là Mabel là chị gái. Do vậy, đừng bạn nào tin lời dịch của Disney, Dipper là anh nữa nhé. Điều thứ hai, Mabel có tổng cộng 127 cái áo len khác nhau được cô bé mặc trong suốt 40 tập phim, nghĩa là trung bình cô bé thay 3 bộ một tập. Điều thứ ba, Mabel tượng trưng cho biểu tượng sao băng trong số 10 biểu tượng vòng tròn Zodiac của Bill Cipher. Trong đó, sao băng tượng trưng cho điều may mắn, sự trong sáng, vui vẻ và luôn tỏ ra tích cực với mọi thứ xung quanh. Trên áo của Mabel cũng rất hay có biểu tượng sao băng. Điều thứ tư, Mabel Pines được lồng tiếng bởi Kristen Schaal, diễn viên, kiêm kịch bản và nhà sản xuất người Mỹ. Cô từng tham gia các show truyền hình nổi tiếng, ví dụ như The Muppets, Glee hoặc lồng tiếng cho Shannon trong phim Kẻ cắp mặt trăng phần 2. Điều thứ năm, Mabel được lấy ý tưởng từ người chị sinh đôi của Alex Hirsch là Ariel Hirsch. Cùng với tính cách trẻ con, trong sáng và đôi khi hơi ngáo ngơ và rất thích mặc áo len. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Mabel mỗi tập mặc 2-3 cái áo khác nhau. Điều thứ 6, Mabel còn rất nhiều tên khác, ví dụ như Hambone được gọi bởi Seuss. What's up, Hambone? Shooting Star được gọi bởi Bill Cipher. Wait, what? Ah, Stan's family, we meet at last! Question mark, Shooting Star. Ngoài ra, còn có tên Upside Downington, Master Mabel, Maple và một vài tên khác. Điều thứ 7, từ khi đến Gravity Falls để tận hưởng mùa hè, Mabel có nói rằng mục tiêu của cô là sẽ có được một kỳ nghỉ hè đầy lãng mạn. It's my big chance to have an epic summer romance. Ngoài ra, trong cuốn Dipper and Mabel's Guide to Mystery Nonstop Fun, tớ sẽ gọi tắt là sách hướng dẫn của Dipper và Mabel, cô bé có vẻ mong muốn trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, và khi ước mơ đó thành hiện thực, cô sẽ phong Renda làm vệ sĩ cá nhân. Điều thứ 8, cô bé đã từng rất thích kỳ lân, nhưng sau sự kiện tập 15 phần 2 The Last Mabel Con diễn ra, Mabel đã vứt bỏ hoàn toàn suy nghĩ tươi đẹp về loài kỳ lân này bởi chúng rất giả dối. Điều thứ 9, Mabel cực kỳ ghét nhạc đồng quê. Trong tập 9 phần 2 The Love Card, khi Mabel cầm một trong ba bình chứa tinh dược, một trong ba lọ có ghi là thích nhạc đồng quê. Ngay sau đó, Mabel đã tỏ ra ghê rợn khi cô biết có loại thần dược này. Love of country music, yo. Điều thứ 10, ngoài ghét nhạc đồng quê thì Mabel còn cực kỳ ghét Gideon. Cái cảm giác này như là kiểu kinh tởm chứ không phải là ghét bình thường. Trong cuốn sách hướng dẫn của Dipper và Mabel, Mabel có tả Gideon như sau. Bộ tóc thì xù xù như con chó xù, bồng bềnh đồng bóng. Được mỗi cái giọng hát thì nghe có vẻ thuyết phục, nhưng chốt lại là tởm, kinh tởm, quá kinh tởm. Điều thứ 11, theo như lời Dipper kể lại, Mabel đã vô địch giải mini golf khi cô bé mới chỉ 9 tuổi. Điều này đã được Dipper nhắc đến trong tập 3 phần 2 The Golf War. Điều thứ 12, là chị gái của Dipper, Mabel luôn coi Dipper là em trai bé bỏng. Thậm chí, cô còn cao hơn Dipper tận 1mm. Điều này đã được Seuss khẳng định trong tập 11 phần 1 Little Dipper. Yup, she's got exactly 1mm on you. Chính vì vậy, cậu Dimrata đã lấy viên đá pha lê phóng to thu nhỏ để kích chiều cao của mình lên. Và ngay sau đó, Dipper đã lên mặt ngay với Mabel, khiến cho cô chị rất bàng hoàng. Sau đó, cả hai đã tranh giành nhau chiếc đèn kỳ diệu, và các cậu đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó. Điều thứ 13, Mabel có đôi mắt màu nâu, giống hệt với cậu em trai sinh đôi của mình. Điều này đã được Alex Hirsch đề cập đến trên trang Twitter cá nhân của mình. Điều thứ 14, Mabel không chỉ coi Dipper là em trai, mà còn coi cậu là người bạn thân nhất của mình từ thời thơ ấu. Trong bất kỳ cuốn nhật ký hay sự kiện nào, Mabel luôn luôn phải rủ Dipper đi cùng. Tuy nhiên, trong cuốn sách hướng dẫn của Dipper và Mabel, thì Mabel rất hay ghi trêu Dipper về những tật xấu của cậu, ví dụ như hắt hơi như mèo con. Điều thứ 15, Mabel luôn tự ti về khả năng học tập của mình khi thấy đứa em trai cô luôn là người hiểu biết nhiều hơn. Điều này đã được Alex Hirsch khẳng định trong bài hỏi đáp trên trang Reddit. Điều thứ 16, Mabel là người không thích sự ganh đua và bạo lực. Điều này khá giống với cậu em sinh đôi của mình và cũng khá giống với cặp anh em Stanford và Stanley. Tuy nhiên, Mabel luôn luôn sẵn sàng bảo vệ những người thân của mình khi họ gặp nguy hiểm. Cụ thể là trong tập 1 phần 1, Tourist Trapped, khi Dipper và Mabel đã bị lũ Norm dồn vào đường cùng. Mabel đã hy sinh bản thân mình để Dipper được an toàn. Thực ra chiêu này là để lừa lũ Norm. Sau đó, cô đã răn đe với lũ Norm rằng
nếu ai động vào em trai cô thì cô sẽ không để chúng được yên thân. Điều thứ 17. Mabel là một người cực kỳ thích gắn ghép. Trong series Gravity Falls, Mabel đã từng gắn ghép một vài cặp đôi, ví dụ như Seuss và Giffany, Uncle Stan với Lady Susan và đặc biệt là em trai mình với cả Pacifica, mặc dù là Mabel không ưa Pacifica tí nào cả. Trong cuốn nhật ký của Mabel, Mabel đã tỏ ý nghi ngờ tình bạn giữa Dipper và Pacifica sau khi Pacifica đã dần dần bỏ được tính tiểu thư và tỏ ra gần gũi hơn với Dipper và mọi người xung quanh. Điều thứ 18, Mabel cùng với Dipper đều có ảnh thẻ trường cấp 1 độc nhất vô nhị với kiểu tóc không giống ai. Hồi lớp 2, trong ngày chụp ảnh của trường, Mabel đã bị đám bạn dán kẹo cao su vào tóc khiến cô bé rất xấu hổ và chạy trốn. Sau đó, Dipper đã an ủi chị bằng cách cạo một vệt dài trên đầu của mình và thế là bức ảnh để đời của hai chị em được lưu lại. Điều thứ 19, hồi tiểu học, Mabel khá là được nhiều bạn mến mộ, điển hình là những bạn nam khi cô được nhận khá là nhiều quà nhân ngày Valentine. Tuy nhiên, em trai cô thì ngược lại và không có ai tặng Dipper cả. Do vậy, Mabel là người duy nhất tặng cho Dipper quà Valentine bằng tất cả món quà mà mọi người tặng cô, kèm theo dòng chữ dành cho em trai cưng của chị. Điều thứ 20, Mabel là người duy nhất đi ngược lại với quan niệm Trust No One trong cuốn John 3 của Ford. Trong tập 11/2, Not What He Seems, trong phân cảnh cô bé phải chọn một trong hai, đó là tin Uncle Stan hay không, thì cô đã đi ngược lại với quan niệm đó và đã hoàn toàn tin tưởng vào ông bác chuyên nói dối của mình, mặc dù người thân cận nhất với cô là Dipper đã ra sức can ngăn. Điều này có liên hệ trực tiếp với Ford, bởi nếu Mabel giống như Ford không tin bất kỳ ai, thì chắc chắn Ford giờ này sẽ không xuất hiện ở Gravity Falls. Điều thứ 21, Mabel hợp với Stanley hơn là Stanford, mặc dù tính cách của họ trái ngược hoàn toàn nhau. Mabel tỏ ra yêu đời và luôn luôn là chỗ dựa đáng tin cậy. Trong khi đó, Stanley thì luôn tỏ ra cáu gắt, khó tính và hay lừa lọc người khác. Ấy thế mà cả hai lại rất hợp nhau, nhất là khi một trong hai người có vấn đề gì trong tình yêu cũng như trong cuộc sống. Trong tập 6/1, Dipper vs Manilis, Mabel đã nhiệt tình giúp đỡ Stanley để gây ấn tượng với Lazy Susan. Ngoài ra, cô bé luôn ở phe Stanley và trêu chọc cậu em trai mình. Điều thứ 22, Mabel đã từng đọc được tin nhắn của Pacifica dành cho Dipper. Nội dung tin nhắn đó chủ yếu là về việc Pacifica cảm ơn Dipper vì đã giúp đỡ cô bé. Tuy nhiên không may, Dipper lại không dùng điện thoại mà dùng trực tiếp số của Mabel để liên lạc. Chi tiết này đã được thấy trong cuốn Lost Legend sau tập đầu tiên. Điều thứ 23, ý nghĩa của từ Mabel trong tiếng Latin nghĩa là đáng yêu, xinh đẹp và đáng mến, khá phù hợp với tính cách của Mabel. Điều thứ 24, theo như Alex Hirsch trong cuốn sổ tặng một bạn fan có tên là Ben, anh ta có ghi rằng tên đệm của Mabel và Dipper trùng với tên của bố hoặc mẹ của họ. Tớ đoán đó là Shermie. Điều thứ 25, theo như lời Alex Hirsch ở sự kiện Comic Con, anh ta nói rằng trước đây anh đã từng có bản vẽ Mabel đeo một chiếc vòng liền răng, hay còn gọi là headgear. Như ta đã thấy thì với tạo hình hiện tại của Mabel thì cô bé chỉ đeo niềng răng bình thường. Và rất may Alex đã bỏ bản vẽ đó và chỉ để cô bé đeo niềng răng mà thôi. Earliest drawings of Mabel had headgear. Điều thứ 26, nói đến niềng răng thì Mabel đã đeo niềng răng từ hồi 4 tuổi. Điều thứ 27, theo như Alex Hirsch trên trang Twitter cá nhân, anh có trả lời một fan rằng Mabel là nhân vật bị đánh giá thấp nhất trong series. Tuy nhiên, cô lại là người mang không khí hoàn toàn trái ngược để tránh sự u ám trong Gravity Falls. Điều này chứng tỏ rằng Mabel là người cực kỳ quan trọng, có thể giữ nhịp cho cả series. Tuy nhiên, tớ không hiểu vì lý do gì mà câu hỏi của fan đã biến mất. Rất xin lỗi các cậu vì điều này. Điều thứ 28, Mabel và Dipper rất hay bị dị ứng cùng một lúc, đặc biệt là hắt hơi. Điều này đã được Dipper nói với Wendy trong tập 18/2, Wilmageddon Part 1. We have this thing where our allergies totally act up at the same time. Điều thứ 29, Mabel đã từng nghịch ngủ, tự xịt hơi cay vào mắt mình, không phải một lần mà rất nhiều lần. Điều này đã được Mabel nhắc đến trong tập cuối của series khi cô sử dụng bình xịt cay để xịt vào mắt của Bill Cipher. No, that hurts because I've accidentally done it to myself multiple times. Điều thứ 30, Mabel coi chiếc grappling hook, tạm dịch là vật lộn móc theo Google dịch. Yeah. Là vật dụng có ích nhất đối với cô bởi tính cơ động của nó. Chúng ta thấy Mabel sử dụng grappling hook rất nhiều trong series Gravity Falls, chủ yếu là để chiến đấu. Và đây có lẽ là thứ duy nhất mà Mabel hiểu rõ từng bộ phận từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Theo như Alex Hirsch, trong sự kiện Comic Con năm 2014, anh ta được một fan nhí hỏi về chiếc grappling hook của Mabel. Cô bé hỏi rằng Mabel hay cất cái móc này ở đâu. Anh ta có trả lời đó là vật bất ly thân của Mabel sau khi cô bé múc được trong tập cuối phần 1. Sang phần 2, cô bé luôn đem nó bên cạnh mình. Và nếu các cậu không nhìn thấy chiếc móc thì có nghĩa là Mabel đã cất giấu nó trong chiếc áo len của mình. Điều thứ 31, theo như Mabel, top 5 chủ đề để chị em ngồi nói chuyện chém gió với nhau trong những buổi tụ tập ngủ qua đêm đó là: thứ nhất là về giày đẹp,
Thứ hai là kẹo dẻo, nhét tối đa bao nhiêu viên trong mồm. Thứ ba, sự thật hoặc thử thách hoặc làm gì. Candy thì luôn chọn cái thứ ba. Thứ tư, mặc đồ ngủ của nhau. Thứ năm, đóng giả làm động vật. Tớ không biết điều này có thật đối với các chị em phụ nữ hay không, thế nhưng mà... Điều thứ 32. Trong buổi Comic Con năm 2014, Alex Search có đề cập rằng Mabel cùng với Dipper luôn luôn nhặt đồ linh tinh trong chuyến thám hiểm của họ. Điều thứ 33. Theo như Alex Search, trong chuyên mục hỏi đáp trên Reddit, anh ta có ghi rằng Mabel từng nhập viện vì ăn móng tay và ngửi quá nhiều kẹo. Điều thứ 34. Mabel và Sue rất thân bởi cả hai đều có tính cách vui vẻ và không bận tâm quá nhiều thứ xung quanh. Họ thậm chí còn có kiểu đập tay riêng và cũng đặt cho nhau cả biệt danh riêng. Và cái tên Hamben tớ đã nêu ở đầu video là biệt danh mà Sue gọi Mabel. Điều thứ 35. Do quá cuồng nhiệt với Unicorn nên Mabel đã bị ảo tưởng khi đã từng đội cọc tiêu giao thông lên đầu một con ngựa để làm giả sừng. Sau đó, cô bé bị cấm không bao giờ được đến sở thú nữa. Điều thứ 36. Nếu xét về chiều sâu nội tâm và mối quan hệ giữa các nhân vật, thì mối quan hệ giữa Mabel và ông Mark Stanley được đánh giá cao nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ khi Stanley luôn tỏ ra ăn ý với Mabel, khi cô bé gặp nguy hiểm, khi cô bé gặp chuyện buồn gì, thì cô luôn luôn nhận được sự giúp đỡ từ ông Mark Stanley, cho dù ông là một người lươn lẹo. Đổi lại, Mabel cũng luôn tin tưởng Stanley một cách vô điều kiện, như các cậu có thể thấy trong tập 11/2, Not What He Seems. Điều thứ 37. Là một người luôn tỏ ra thân thiện và tích cực, Mabel luôn yêu thương tất cả mọi người xung quanh. Không chỉ vậy, cô còn rất yêu thương động vật, đặc biệt là chú lợn cưng Waddle của mình. Cô luôn coi Waddle là tri kỷ của mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên trong tập 9/1, The Time Traveler's Pig, Mabel đã mất ăn mất ngủ cả tháng vì đã không có được Waddles. Ngoài ra, trong tập 18/1, Land Before Swine, Mabel đã tỏ ra hoảng loạn khi Waddle bị bắt cóc và làm mọi cách để cứu lấy chú lợn đáng yêu của mình. Điều thứ 38, Mabel đã xem anime The Cranky Girl Who Did Chores in the Spirit Town tận 82 lần. Và nếu như bạn nào đã xem Spirited Away thì chắc hẳn cũng đã hiểu ý nghĩa của câu này rồi. Điều này đã được Dipper ghi lại trong cuốn Journal 3 ở trang Summer Wind Texture. Điều thứ 39. Mặc dù tâm hồn trong sáng nhưng đổi lại cô lại rất dễ bị lừa hoặc là dễ đi lừa người khác. Mabel cùng Dipper đã từng bị bắt Stanley dụ dỗ yên tiền giả và cái kết là suýt chút nữa bị bắt. Điều thứ 40. Nhờ có tổng thống thứ 8,5 của Hoa Kỳ là Quentin Tremblay, Mabel đã được phong chức nghị sĩ quốc hội sau khi đã góp công giải cứu ông. Tuy nhiên, khi đến Washington, cô đã không được mọi người công nhận chức danh đó bởi Quentin hiện tại không còn là tổng thống Hoa Kỳ nữa. Điều thứ 41. Với tính tương tự của Mabel, cô thường hay bị bạn bè gán nhãn là lập dị. Ấy thế mà những người lập dị lại rất hút nhau, ví dụ như trường hợp của Grenda và Candy. Hai cô bạn thân của Mabel cũng khá là lập dị với những đứa trẻ khác, nhưng họ lại rất hút nhau, hoặc nói phũ hơn là họ không thể chơi với ai khác ngoài chính bản sao của họ. Cả ba đã gặp nhau lần đầu trong tập 7/1, Double Deeper. Điều thứ 42. Mabel đã từng trở thành bạn qua thư của một anh chàng đưa pizza, và chỉ mất có 60 giây thôi, Mabel đã chiếm được tình bạn của anh chàng. Điều này đã được Ford đề cập đến trong tập 17/2, Deeper and Mabel vs. The Future. I watched her become pen pals with the pizza delivery man in the 60 seconds he was at the door. Điều thứ 43. Mabel đã từng rất ngưỡng mộ Alexander Hamilton, cựu bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ. Khuôn mặt của ông được in trên tờ tiền $10. Điều này đã được Mabel nhắc đến khi cô bị đánh lừa bởi thần dược của Love God trong tập 9/2 cùng tên. Oh, guy from the $10 bill! I forgot I had a crush on you! Điều thứ 44. Mabel và Dipper là hai nhân vật xuất hiện trong tất cả các tập của series. Riêng Mabel chỉ có tập duy nhất là cô bé không góp giọng nhưng vẫn xuất hiện, đó là tập 18/2, Wilmageddon Part 1. Lý do là bởi cô bé đã ngất ngay sau khi vô tình làm vỡ quả cầu pha lê chứa cánh cổng không gian của Bill Cipher và sau đó đã bị hắn ta nhốt vào trong một quả cầu đặc biệt. Điều thứ 45. Mabel tuy là người gắn ghép những người khác, nhưng khi vướng vào chuyện tình cảm thì cô bé lại hay tìm đến Wendy để xin lời khuyên, được thấy trong tập 7/2 Society of the Blind Eye. Điều thứ 46. Mabel rất muốn được mọi người công nhận cô là người tốt. Trong tập 15/2 The Last Mabel Corn, cảm xúc của Mabel đã bị dìm xuống tận đáy bởi một con kỳ lân, vốn là loài mà Mabel đã từng mê mẩn nhất. Mabel chỉ mong muốn con kỳ lân đó công nhận mình có trái tim nhân hậu và để xin được sợi tóc của nó theo yêu cầu của Ford. Nhưng sau khi biết được kỳ lân chỉ là trò lừa lọc, cô đã hoàn toàn bỏ suy nghĩ đó vào thùng rác và cùng hội bạn đấm cho lũ kỳ lân một trận tơi bời. Về sau, nguyện vọng của Mabel đã được đền đáp khi ông bác Ford đã khen cô là một người tốt bụng một cách chân thật, khiến cô cảm thấy rất ấm lòng. Điều thứ 47. Mabel luôn muốn đi chơi, giao du kết bạn, nhưng luôn bị người em trai mình ngăn cản và tỏ thái độ không hài lòng. Điều này được thấy rõ nhất trong phân cảnh hai chị em hoán đổi cơ thể cho nhau trong tập 16/1 Carpe Diem. Điều thứ 48. Mabel đã từng coi Pacifica là kẻ thù không đội trời chung của mình, từ tính cách, lối sống cũng như cách đối xử với mọi người.
Nhưng theo như câu chuyện có thật ở ngoài đời, những đứa con gái mà khắc tính với chị em gái trong nhà thì thường sẽ trở thành bạn gái, người yêu hoặc thậm chí là bạn đời của anh hoặc em trai trong gia đình đó. Nói đến đây thì chắc chắn sẽ có nhiều shipper cặp Deepa sẽ lên tiếng ầm ầm. Điều thứ 50, Mabel đã được Gideon gửi tặng rất nhiều quà, nhưng khổ nỗi Mabel chả bao giờ chịu xem cả. Thậm chí, trong tập 4/1 Bottomless Pit, Mabel đã vứt cả đống đồ mà Gideon tặng xuống hố không đáy, mong rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Điều thứ 51, Mabel được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức nữ hoàng của Norm bởi cô có một mái tóc dài óng ánh làm cho lũ Norm tưởng rằng đó là bộ râu của cô. Điều thứ 52, Mabel có xu hướng giải quyết vấn đề rất nhanh, sáng tạo và đôi khi tạo bất ngờ cho người khác. Điều này khá giống với cậu em trai của Mabel. Trong tập 17/1 Boys Crazy, Mabel đã có thể mở khóa bằng chính cặp tóc của mình. Lúc đi hay đấy. Điều thứ 53, Mabel không hiểu vì lý do gì mà Robbie lại sát gái đến vậy. Mabel miêu tả Robbie mà quần thì bó, tóc tai thì rúm gió, mặt mày thì như thằng say bả chó, thế mà vẫn còn được yêu được. Điều thứ 54, Mabel là một người cực kỳ trong sáng và không có suy nghĩ tiêu cực về bất cứ thứ gì. Điều này được thể hiện khi bản sao trái ngược của cô lại tỏ ra cực kỳ danh ma và độc ác, được thấy trong tập 3 bộ truyện Lost Legends. Điều thứ 55, Mabel rất mê trai và cô có thể dành trọn thời gian trong kỳ nghỉ hè chỉ để đi tán gia mà thôi. Ngay trong tập đầu tiên của series, chúng ta thấy Mabel đi thả thính tất cả các anh chàng. Tuy nhiên, cách thả thính của Mabel rất đáng yêu và trong sáng, không giả tạo như nhân vật trứng mỡ cần rán, bơ cần bắp nào đó đã từng làm mưa làm chó trên TikTok. Điều thứ 56, không chỉ có Stanley, Mabel còn giúp Sus lên kế hoạch hẹn hò với Melody. Trước đó, Mabel cũng đã cùng Dipper giúp Sus tẩy chay Tiffany. Và như các cậu đã biết, thì sau đó Sus đã có một cái kết cục cực kỳ viên mãn với Melody tại Mystery Shack. Điều thứ 57, Mabel đã lên kế hoạch giúp đỡ ông bác Stanley tán tỉnh Lazy Susan. Trong đó có cả những câu thoại, những bộ trang phục và kiểu tóc lịch thiệp sao cho giúp ông bác mình có thể cơ đổ bà cô già Lazy. Tuy nhiên, bản chất của Stanley vẫn là vậy, vẫn nhởn nhờ, cứng nhắc và đôi khi hơi vô duyên. Điều thứ 58, Mabel là một người rất hay mỏ mẫm những vật dụng handmade, thậm chí là tự sáng tạo những đồ ăn thức uống. Trong cuốn sách hướng dẫn của Mabel, cô có ghi chép lại khá nhiều công thức món ăn đồ uống cô tự chế. Không biết chất lượng như thế nào, thế nhưng nhìn trông khá là đẹp. Điều thứ 59, trong những tập cuối phần 2, Mabel đã dần giúp Gideon hiểu được rằng cậu ta không thể ép Mabel thích mình mà phải là tự nguyện. Do vậy, Gideon đã hiểu ra và chấp nhận điều này, mặc dù đến tập cuối, cậu vẫn tí tởn khi được đứng cạnh Mabel trong vòng tròn Zodiac. Điều thứ 60, Mabel đã từng cực kỳ thích Gabe Benson và mê mệt anh chàng nghệ sĩ dối này khiến Dipper cảm thấy nghi ngờ và khó chịu. Tuy nhiên, sau sự kiện Dipper bị Bill Cipher điều khiển, Mabel đã từ bỏ tất cả để cứu em trai mình. Thậm chí cô còn từ bỏ Gabe không chỉ bởi tính mạng của Dipper mà còn do tính cách kỳ quặc của anh chàng tóc đuôi ngựa này khi anh đã hôn chính con rối của mình. Điều thứ 61, Mabel đã từng đọc cuốn sách Succeeding in Management để ra mắt vào năm 1983. Sau đó, cô đã áp dụng những gì đã học được trong cuốn sách này để quản lý nhân viên tại Mystery Shack. Nhưng do sự quá lạm dụng và cách áp dụng không hợp lý, nhân viên của Mabel đã dần trở nên lười biếng và đã xảy ra nhiều chuyện khiến cô không thể kiểm soát được hết. Điều thứ 62, Mabel đã từng tán hoàng tử Marius và thậm chí cô còn có ý định trở thành vợ của Marius và sẽ là công chúa trong tương lai. Điều thứ 63, Mabel là người đầu tiên phát hiện ra Grunkle Stan sợ độ cao. Cô bé đã bày trò để dụ Stan bịt mắt và leo lên chiến thác nước Gravity Falls nhằm mục đích chữa căn bệnh sợ độ cao của ông bác mình. Sau khi Rumble suýt làm đổ cột nước, Grunkle Stan đã chính thức chữa được bệnh sợ độ cao, nhưng căn bệnh này giờ đây lại lây sang Mabel khi cô bé không dám nhìn xuống dưới mặt đất. Điều thứ 64, Mabel cực kỳ hâm mộ nhóm nhạc Several Times và mong muốn được đi xem buổi trình diễn của họ sớm nhất có thể. Thậm chí, Mabel còn viết nhật ký về nhóm nhạc này trong cuốn sách hướng dẫn của cô. Tuy nhiên, sau khi mò vào hậu trường, Mabel cùng Candy và Grenda mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng về nhóm nhạc Several Times. Họ không như những gì mà cô mong đợi. Điều thứ 65, Mabel là người đã dụ dỗ Dipper rủ Wendy đi cùng sau một thời gian biết Dipper cầu ý tứ với Wendy. Tuy nhiên, mọi chuyện lại chả giao đâu vào đâu khi cả hội lại phải đối mặt với sinh vật Shapeshifter. Và cuối cùng, Dipper cũng không thành công trong việc thổ lộ với Wendy. Điều thứ 66, Mabel đã có lần đập tay 45 phát liên tiếp với bạn của mình. Thông tin được lấy trong cuốn nhật ký hướng dẫn của Mabel và Dipper. Điều thứ 67, nụ hôn đầu tiên của Mabel được trao cho chàng tiên cá Mermando khi họ đã có một thời gian ngắn ngủi bên nhau trước khi cậu ta trở về biển cả. Thế nhưng rất tiếc cho Mabel, cô không phải là nụ hôn đầu tiên của Mermando. Cho đến tập 7/2 Society of the Blind Eye, Mabel biết được rằng Mermando đã làm đám cưới và cô đã rất thất vọng. Thậm chí, cô còn định sử dụng súng xóa trí nhớ để tẩy não của mình, nhưng đã bị can ngăn. Điều thứ 68, Mabel chỉ có 4 ngón tay trên một bàn tay, ấy thế mà cuốn sổ nhật ký của cô là vẽ 5 ngón tay và bên dưới lại còn ghi là high five nữa.
đến thứ 69. Có đến tận 69 dạng khác nhau cùng xuất hiện trong tập 3 Don't Dimension It trong bộ truyện Lost Legend. Nếu các cậu muốn đọc về bộ truyện Lost Legends thì tôi có gắn link ở phía trên góc bên phải màn hình. Tôi đã làm video về cả 4 tập truyện đó. Và vừa rồi là 69 điều các cậu có thể chưa biết hoặc đã biết rồi về Mable. Nếu thiếu thông tin nào thì các cậu có thể bổ sung phía bên dưới và bình luận. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại trong những video lần tới. Way to Wear out.